Dạ Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Vào giờ này thì trước khi vào cái câu pháp cú số 385 thì xin hỏi là mọi người đã nghe rõ được âm thanh của sư chưa? Dạ xin cảm ơn Sít Dục Quỳnh đã nghe rõ, xin cảm ơn Lạc Lê, xin cảm ơn Sít Trọng Đông và Châu Phan 54. Và vào giờ này thì theo chương trình là tối hôm nay là tối chủ nhật ngày mùng 7 tháng 2 năm 2021 nhằm ngày 26 tháng 12 năm Giáp Tý, sư sẽ là cái người đảm trách câu Phật cú số 385. Và trước khi bước vào để trích giảng dự vận cũng như là duyên sự của câu Phật cú số 385 này thì xin phép được lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Kính mong toàn thể chư Phật tử, quý chư tôn đức tăng và chư Phật tử đang hiện diện trong rung, chúng ta hãy hướng về ba ngôi Tam Bảo để cùng nhau lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Samanta Chakravalesu Pragacchantu Devata Sathamam Munirajasa Sunantu Sanghamokkhadam Thamma Savana Kalo Ayam Paranta Thamma Savana Kalo Ayam Paranta Thamma Savana Kalo Ayam Paranta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác, vô lượng từ bi, trí tuệ viên mãn. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Phật Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Pháp Bảo được ví như những phương linh diệu dược chuyên bệnh phiền não của chúng sanh. Nếu ai cố gắng hành theo sẽ được thoát khỏi những đau khổ trong ngày trong kiếp sống hiện tại này. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Tăng Bảo. Các ngài đã đắc thánh hay còn phàm là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Chúng đệ tử xin thành kính làm lễ tán dương Đức Pháp Bảo. Do oai lực phần phước phát sanh lên do lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, xin chia đều đến quý chư tôn đức tăng ni, quý sư cô, chư thiền hữu trí thức đang dự trung rung. Cầu mong cho tất cả quý vị an lạc suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Dạ kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể chư Phật tử đang dự trung rung. Tối hôm nay rung pháp cú của chúng ta học đến câu pháp cú số 385. Và theo thông thường thì chúng ta sẽ bước vào để tìm hiểu những cái từ vựng ở trong câu pháp cú trước khi chúng ta bước vào cái phần duyên sự cũng như là ý nghĩa của những cái câu vựng đó. Và giờ này thì chúng tôi xin phép đọc lại câu pháp cú số 385 trước khi chúng tôi bước vào triết giảng những cái từ vựng. Yassa yassa parang aparang wa para parang nawuchati wi tadarang wi sang yutang tang ahang kumit pramanang. Ở đây các quý vị, câu pháp cú số 385 cũng là một cái loại thể loại kệ 4 câu và 8 chữ. Chúng ta đã học được từ trước đến giờ là ở trong cái kệ môn pháp cú chúng ta có 423 câu và gần như là tất cả cái kiểu kệ 8 chữ 4 câu này rất là nhiều khi mà chúng ta học kinh pháp cú. Thì cái câu đầu tiên ở trong câu pháp cú số 385 này đó là yassap parang aparang wa. Yassap parang aparang wa.
Câu thứ hai là paraparang navuchati. Paraparang navuchati. Câu thứ ba là vitada rang vitsang yutang. Và câu thứ tư đó là tăng ahang trumi prama năng. Câu này thì giờ chúng ta đã thường nghe những cái vị giảng sư khác đã giảng ở trong cái phẩm Bà La Môn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến để tìm hiểu ba cái câu đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến cho quý vị. Ở đây các quý vị, ở cái câu kệ ngôn thứ nhất đó là yassa parang aparang wa. Ở đây cái chữ yassa đó là một cái đại danh từ có ý nghĩa là của vị nào, của ai, đối với vị nào, đối với ai. Đó là chữ yassa. Chữ yassa có được bốn ý nghĩa, đó là của vị nào, của ai, đối với vị nào, đối với ai. Cái chữ parang đó là một danh từ trung tâm và có ý nghĩa là bờ này. Chữ aparang cũng là một danh từ trung tâm, khi mà chúng ta ghép tiếp đầu ngữ á cộng với lại chữ parang mà chúng ta vừa học là bờ này, thì cái chữ aparang có nghĩa là không phải cái bờ bên này, hay nó có ý nghĩa là cái bờ bên kia. Và cái chữ qua mà chúng ta thấy ở trong cái câu đầu tiên yassaparang aparang qua, thì đây chính là một cái liên từ. Cái liên từ này có ý nghĩa là và hoặc là. Cái liên từ và, cái liên từ qua đó đó có nghĩa là và hoặc là. Thì nguyên cái câu đầu tiên đó yassaparang aparang qua có nghĩa là đối với cái vị nào. Parang là bờ này, aparang là bờ kia. Đến cái câu thứ hai có nghĩa là paraparang navichati. Ở đây các quý vị, cái chữ paraparang, cái chữ paraparang đó là một cái hợp âm giữa hai cái danh từ, đó là para cộng với apara. Khi mà danh từ para cộng với danh từ apara thì theo cái quy luật biến âm đó thì hai cái vị ngữ á đó đó sẽ biến thành cái nguyên âm a, và lúc bây giờ chúng ta đọc là para parang, nghĩa là bờ bên này lẫn bờ bên kia. Para parang có nghĩa là bờ bên này và bờ bên kia, lẫn với bờ bên kia. Tiếp theo đó là bất biến từ ná có nghĩa là không. Ở trong văn phạm Bali chúng ta thấy cái chữ ná này rất là nhiều. Cái chữ ná này đó là một bất biến từ có ý nghĩa là không. Và tiếp theo đó là động từ vichati, từ cái ngữ căn quý đá cộng với giá cộng với tí, thì có ý nghĩa là có, được biết, xảy ra, xuất hiện, hiện hữu. Thì hai cái câu pháp cú đầu tiên mà chúng ta vừa học xong những cái từ vựng đó, đó là yassaparang aparangwa paraparang navichati. Ở đây hai cái câu này có cùng một cái động từ, đó là vichati. Cho nên là chúng ta phải dịch là đối với những cái người nào, hay là đối với cái vị nào, cái bờ bên này, bờ bên kia, lẫn bờ bên này, bờ bên kia, không còn hiện hữu hoặc là không còn có nữa. Chúng tôi xin nhắc lại là ở cái câu, hai cái câu đầu tiên thì chúng ta thấy rằng là cái chữ yassaparang aparang qua, rồi tiếp đến là paraparang navichati có nghĩa là đối với cái vị nào, bờ bên này, bờ bên kia, hoặc là bờ bên này, bờ bên kia, bờ bên này lẫn bờ bên kia, không còn cái sự hiện hữu hoặc là không có, nếu mà theo cái bản dịch cũ của quý ngài đó, đó là không có. Đó là hai cái câu đầu tiên. Và đến câu thứ ba ở trong cái câu pháp cú này, đó là quy tắc đắc răng quy sanh vô tăng. Quy tắc đắc răng quy sanh vô tăng. Ở đây cái hợp âm quy tá đá răng nó gồm có cái chữ quy tá cộng với cái danh từ đá rá. Và cái chữ quy tá có nghĩa là một quá khứ phân từ
có ý nghĩa là đã lìa khỏi, đã đi khỏi một cách đặc biệt. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ vua tá từ cái ngữ, cái tiếp đầu ngữ ví cộng với lại ngữ căn ý cộng với tá, cho nên là ra cái chữ vua tá, và có cái ý nghĩa là đã lìa khỏi, đã đi khỏi một cách đặc biệt. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái tiếp đầu ngữ ví có nghĩa là khỏi hay là đặc biệt, và cái chữ đá rá có nghĩa là một cái danh từ nam tính có cái ý nghĩa là sự sầu khổ. Thì khi mà chúng ta kết hợp cái quá khứ phân từ vi tá cộng với đá rá theo cái quy luật biến âm đó, của cái luật sanh thí của Bali đó, thì chúng ta cái phụ âm D vào phía trước, cho nên là chúng ta có cái chữ là quy tắc đa răng. Quy tắc đa răng có nghĩa là có cái sự sầu khổ đã được lìa khỏi. Và tiếp đến là cái chữ quyết sanh quyết tăng. Ở đây kính thưa quý vị, cái chữ quyết sanh quyết tăng nó gồm có tiếp đầu ngữ quyết có nghĩa là không, khỏi hịch, và cái chữ xâm dứt tá có nghĩa là bị ràng buộc, đã bị ràng buộc. Cho nên là khi mà chúng ta kết hợp giữa tiếp đầu ngữ quý cộng với cái chữ xâm dứt tá, chúng ta trở thành là quyết xâm dứt tăng, có nghĩa là không còn bị cái sự ràng buộc. Thì kính thưa quý vị, cái câu thứ ba mà chúng ta vừa học xong đó là quy tắc đắc răng quyết xâm dứt tăng, có nghĩa là có cái sự sầu khổ đã được lìa khỏi và không còn cái sự ràng buộc nữa. Và cái câu thứ tư, thường thường chúng ta đã nghe các cái vị giảng sư nói rồi, đó là tăng ahang krumit brahmanang. Và kính thưa quý vị, đó là cái giảng, cái triết giảng từ vựng ở trong cái câu pháp cú số 385 mà tối hôm nay chúng ta phải học. Và đến bây giờ thì chúng tôi sẽ bước vào chuyện duyên sự của câu pháp cú số 385 này. Kính thưa quý vị, cái pháp thoại này được bậc đạo sư tuyên thuyết khi ngài ngự tại Chetavana và đề cập đến Ma Vương. Tương truyền vào một cái ngày nọ, Ma Vương hay là ác ma đó, trong một cái bộ dạng của một cái người nghèo khổ, đã đi đến gần bậc đạo sư và đã hỏi rằng: bạch ngài, ngài nói rằng phía bên kia được gọi là bờ bên kia, vậy gọi bờ bên kia như thế nào? Thì bậc đạo sư mới nói rằng là: này kẻ đầy tội lỗi kia, tại sao cái bờ bên kia lại dành cho ngươi? Điều đó cần phải chứng đạt với cái sự lìa bỏ những cái tham ái. Rồi ngài đã nói lên cái câu kệ ngôn số 385 mà tối hôm nay room của chúng ta sẽ học. Bây giờ chúng tôi xin đọc lại cái câu kệ ngôn số 385 trước khi chúng ta sẽ bước vào để chúng ta học ý nghĩa của từng cái câu pháp cú ở trong câu kệ ngôn này. Yassaparang aparangwa para parang navichati vi tadarang vi samyutang tang ahang tu mi ramanang. Và chúng tôi xin phép được kệ qua một lần để ngày vào cái buổi học sau quý Phật tử chúng ta sẽ kệ cái câu kệ pháp cú này. Yan sa parang aparang wa para parang navichati vì ta đa răng vì sao vượt tăng tăng an bồ hề brahmana yang sa parang aparang đoa para parang na huynh cha đi vì ta đa răng vì sao vượt tăng tăng an bồ hề brahmana. Và cái bản dịch của ngài Hòa thượng Thích Minh Châu đó là: không bờ này bờ kia, cả hai bờ không có, lìa khổ không trói buộc, ta gọi Bà La Môn.
Và bản phổ thơ của ngài thượng tọa Duy Đức đó là: bên này sông, bên kia sông, cả hai không có cũng không bờ nào, thoát ly phiền não buộc ràng, Bàn La Môn gọi đúng sao danh người. Và kính quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào để chúng ta tìm hiểu câu kệ ngôn số 285 này. Ở đây kính quý vị, khi mà chúng ta nói về cái chữ bờ bên này hay bờ bên kia, ở đây kính quý vị, đôi khi á, những cái người Phật tử của chúng ta hay là những cái vị giảng sư sẽ nói rất là nhiều về cái chữ bờ này hay bờ bên kia. Và ở trong cái câu pháp cú này, chúng ta thấy rằng là cái chữ bờ này bờ kia nó cũng mang rất là nhiều cái ý nghĩa trong từng cái hành động, trong từng cái việc làm của chúng ta. Và trong cái câu của kệ ngôn số 385 này thì trong cái phần câu chuyện nhân sự á, chúng ta thấy rằng là có một cái vị ác ma đi đến để hỏi Đức Thế Tôn, bờ bên kia như thế nào được gọi là bờ bên kia. Và lúc đó thì bậc đạo sư chúng ta biết rằng đây là một cái ác ma, và ngài mới nói rằng là cái bờ bên kia không có cho ngươi, bờ bên kia chỉ có cho những cái người chấm dứt những cái tham ái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu xem vì sao Đức Thế Tôn lại giải thích như vậy, và tại sao cái chữ bờ này và bờ bên kia có cái ý nghĩa như thế nào. Thì trước hết đó, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái chữ ác ma. Kính thưa quý vị, trong cái kệ kinh Pháp Cú số 385 này thì chúng ta lại nữa gặp thấy cái danh từ ác ma. Chúng ta đã nghe nhiều cái đề tài nói về ác ma, và mới đây á, mới đây nhất á, chúng tôi biết rằng là ở trong kinh Pháp Cú kinh của chúng ta, Xích Rạng Đông 12 cũng vừa mới mở một cái thời pháp do Thượng tọa Chánh Minh thuyết giảng về cái đề tài ngũ ma. Thì bây giờ chúng tôi cũng xin nhắc lại để chư Phật tử chúng ta hình dung. Ở trong kinh điển Pali á, cái chữ ác ma này có 5 cái trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất đó là pháp hành ma. Trường hợp thứ hai là tử thần ma. Trường hợp thứ ba là phiền não ma. Trường hợp thứ tư là ngũ uẩn ma. Và cái trường hợp thứ năm là thiên tử ma. Ở đây như thế nào gọi là pháp hành ma? Tức là tất cả những cái sự hiện hữu ở trong thế gian, tất cả những cái pháp nó xuất hiện trong thế gian này, nó đều chịu cái sự biến hoại đổi thay. Và dẫu rằng chúng ta có thể sanh ra trong bất kỳ một cái thế giới nào, có thể là cái thế giới của nhất uẩn, có thể là cái thế giới của tứ uẩn, hoặc là cái thế giới của ngũ uẩn, hễ chúng ta còn có cái sự kết hợp vận hành giữa các cái uẩn với nhau, chúng ta còn có cái sự kết hợp vận hành giữa các cái pháp với nhau, thì chúng ta còn có cái sự biến diệt khổ đau. Và cái bản chất của cái sự biến diệt khổ đau đó chính là cái sự tác thành, cái sự đầu của các cái hành, tức là phúc hành, phi phúc hành hay là bất động hành mà thôi. Thì như vậy chúng ta gọi là pháp hành ma đơn giản, đó chỉ là tất cả những cái sự hiện hữu ở trong cái cuộc đời này do các cái nhân duyên mà nó tạo thành. Rồi cũng chính từ các cái nhân duyên nó sẽ khiến cho các cái pháp đó diệt đi. Chính vì vậy cho nên là chúng ta gọi là pháp hành ma. Và cái điều thứ hai đó, trong ngũ ma đó là gì? Đó là tử thần ma. Đó là cái chết nó đến với tất cả những cái chúng sanh ở trong cái tam giới này. Cái chết nó khiến cho những cái chúng sanh luôn luôn khiếp đảm, luôn luôn lo sợ, luôn luôn sợ hãi, cho nên cũng được gọi là một thứ ma. Và đến cái ma thứ ba đó là gì? Đó là phiền não ma. Tức là những cái kiết sử phiền não nó phá hoại những cái thiện pháp của chúng ta, và nó làm cho những cái chúng sanh ở trong cái thế gian này bất hạnh trong cái vòng sanh tử luân hồi.
Rồi đến cái ma thứ tư đó, đó chính là cái ngũ uẩn ma. Cái ngũ uẩn nó có cái thực tính biến hoại đổi thay, nó mang cái tính chất đau khổ, nó mang lại cái sự suy sụp suy vong, cho nên cũng được gọi là ma. Và đến thứ tư, thứ năm đó là thiên tử ma. Ở đây các quý vị, ở trong kinh đó, khi mà chúng ta thường thường chúng ta nghe rằng bậc đạo sư hay là những cái vị thiên tử, những cái vị thiện nam tín nữ, hay là những cái vị cận sự nam người cận sự nữ, hay là những cái người học trò của bậc đạo sư đó, luôn luôn đôi khi thỉnh thoảng có những cái vị ác ma người ta đến người ta quấy phá, chính là cái vị thiên ma này. Tức là cái chư thiên ở cái cõi trời dục giới, và cái hạng chư thiên này có rất là nhiều cái uy lực ở trong cái cõi trời dục giới, nhưng là cái người lại có cái bản tính đố kỵ. Và những cái vị chư thiên này, cái quý vị, hay quấy phá những cái người tu tập hiền thiện, và những cái vị chư thiên này hay cản trở cái sự tu tiến của những cái người tu hành, cho nên cũng được gọi là ma. Chúng ta vừa nói về năm cái loại ma ở trong cái quan niệm Phật giáo về ma, và đến bây giờ chúng ta cũng cần biết sơ về cái vũ trụ quan của Phật giáo thông qua sáu cái cõi trời dục giới. Các quý vị, khi mà quý vị lắng nghe cái câu pháp cú này nè, khi mà quý vị nghe sư nói về những cái vị ma, những cái loại ma, rồi bây giờ lại đến là cái vũ trụ quan của Phật giáo về những cái cõi trời dục giới, quý vị có thấy rằng là chúng ta miên man quá không, khi mà chúng ta lại đi vào những cái chi tiết nó không có liên can gì đến cái kệ câu kệ pháp cú. Kính thưa quý vị đừng có thắc mắc là vì sao mà sư đưa quý vị đi lạc vào cái thế giới của năm loại ma này, rồi quý vị lại lạc vào cái vũ trụ quan của Phật giáo. Bây giờ chúng ta sẽ lướt qua đơn giản về cái vũ trụ quan của Phật giáo. Cái tầng trời dục giới ngay sát với cõi nhân loại của chúng ta đó, đó chính là cái cõi Tứ Đại Thiên Vương. Và cái cõi Tứ Đại Thiên Vương này á, có cái tuổi thọ là 500 tuổi trời, tương đương với lại 9 triệu năm cõi người. Và một ngày một đêm ở cái cõi Tứ Đại Thiên Vương này, các quý vị, bằng 50 năm cõi người. Tiếp theo là cái cõi trời Đau Lợi. Cõi trời Đau Lợi này có cái tuổi thọ là 1000 tuổi trời, tương đương với 36 triệu năm ở cõi người. Một ngày một đêm ở cõi trời Đau Lợi đó, bằng 100 năm cõi người. Tiếp đến nữa là cõi Dạ Ma. Cái cõi Dạ Ma thì tuổi thọ khoảng 2000 tuổi trời, và tương đương với 144 triệu năm cõi người. Một ngày một đêm ở cõi Dạ Ma đó, thì bằng 200 năm cõi người. Cái cõi trời Đau Suất á, tuổi thọ là 4000 tuổi, tương đương với 576 triệu năm cõi người. Và một ngày một đêm ở cái cõi trời Đau Suất á, thì bằng 400 năm cõi người. Tiếp theo một cái cõi trời nữa, đó là cõi Hóa Lạc Thiên. Và chư thiên ở cái cõi Hóa Lạc Thiên này á, có cái tuổi thọ là 8000 tuổi trời, và tương đương với 2004 triệu năm cõi người. Và một ngày một đêm ở cái cõi Hóa Lạc Thiên á, nó tương đương với 800 người. Và tiếp đến là cái cõi Tha Hóa Tự Tại. Cái cõi Tha Hóa Tự Tại này á, là tuổi thọ trung bình của những cái vị chư thiên ở cõi Tha Hóa Tự Tại là 16000 tuổi trời, tương đương với 9216 triệu năm cõi người. Và một ngày một đêm bằng 1600 năm cõi người. Chúng ta thấy là sơ về cái vũ trụ quan của Phật giáo là như vậy. Thì bây giờ chúng ta nói về cái cõi Tha Hóa Tự Tại. Có nghĩa
nghĩa là những cái vị chư thiên ở cái cõi tha hóa tự tại này á, là những cái người thọ hưởng ngũ dục từ những cái vị chư thiên khác, biết được cái ý muốn và hóa tạo ra. Có nghĩa là khi mà những cái vị chư thiên ở cái cõi trời tha hóa tự tại này cần thọ dụng một cái muốn vật dụng gì đó, nói chung là thọ hưởng về cái ngũ dục, thì lúc bây giờ những cái vị chư thiên khác người ta sẽ ngay lập tức hóa hiện ra cho cái vị chư thiên ở cái cõi tha hóa tự tại này sử dụng. Chính vì vậy cho nên là cái cõi này mới có cái tên gọi là tha hóa tự tại. Và các thưa quý vị, khi mà ở cái sáu cái cõi trời dục giới đó, thì cái người mà cai quản cả sáu cái cõi trời dục giới đó chính là cái vị thiên tử Vatsavatthimara. Mà cái vị Vatsavatthimara này chính là cái thiên tử Mara mà chúng ta hay gặp ở trong kinh điển, và tối hôm nay là chúng ta gặp ở trong cái câu pháp cú này. Và sở dĩ mà chúng tôi phải đưa ra để cho quý vị hình dung lại, thứ nhất là về năm cái loại, thứ hai là chúng ta hình dung lại cái vũ trụ quan của Phật giới, của Phật giáo, và đến bây giờ đó chúng ta sẽ đi vào chúng ta tìm hiểu cái chữ Oparaparang. Các thưa quý vị, ở trong kinh điển của chúng ta đó, cái chữ Oparaparang nó có những cái ý nghĩa rất là hay. Và trong cái ý nghĩa thông thường ấy, thì chúng ta thường thường chúng ta dịch rằng là ở bờ này và bờ kia. Cái chữ bờ này nó thuộc về luân hồi, và cái bờ kia nó thuộc về niết bàn. Đó là cái ý nghĩa thông thường mà tất cả những cái người Phật tử của chúng ta ai ai đều cũng biết được. Cái bờ bên này đó là cái bờ của luân hồi, và cái bờ bên kia đó là cái bờ của niết bàn. Đó là cái ý nghĩa mà chúng ta thường bắt gặp nhất. Nhưng mà các thưa quý vị, ở đây cái ý nghĩa của cái bờ bên này và bờ bên kia đó nó rất là khác. Nó không có cái ý nghĩa là cái niết bàn và cái luân hồi giống như chúng ta nghĩ. Bởi vì cái nào mà nó tốt á, cái nào mà nó tốt á thì nó thuộc về bên kia, mà cái nào xấu á thì nó thuộc về bên này. Bởi chúng tôi đưa ra cái vấn đề này để cho những cái người học Phật của chúng ta đó, đôi khi chúng ta sẽ từng cái trường hợp, từng cái đối tượng và từng cái cảnh mà cái chữ bên này bên kia hay luân hồi hay niết bàn đó nó sẽ được sử dụng. Ví dụ như là năm cái hạ phần kiết sử là bờ bên này, mà năm cái thượng phần kiết sử là bờ bên kia. Cái bờ bên này chính là mình, còn bờ bên kia chính là người khác. Và cái bờ bên này nè chính là sáu nội xứ, bờ bên kia là sáu ngoại xứ. Cái bờ bên này là nhân giới, bờ bên kia là thiên giới. Bờ bên này là dục giới, bờ bên kia là sắc giới. Bờ bên này là vô sắc giới, thì bờ bên kia là vô sắc giới, thì bờ bên này là dục hữu và sắc hữu. Có nghĩa là cái phân biệt về cái bờ bên này và bờ bên kia đó nó tùy thuộc vào các cái đối tượng, nó tùy thuộc vào từng cái trường hợp mà chúng ta sẽ sử dụng cái chữ bờ bên này hay bờ bên kia. Chính vì vậy á, cho nên á, là khi mà trước khi mà chúng ta bước vào chúng ta học cái câu kệ pháp cú này, sở dĩ mà sư phải nói rõ về lại cái vũ trụ quan của Phật giáo, hay là nói rõ về năm loại ngũ uẩn ma đó, thì để cho quý vị thấy rằng là Đức Thế Tôn đang nói chuyện với một cái vị thiên tử ác ma. Và cái vị thiên tử ác ma này là người sống ở cái cõi trời tha hóa tự tại. Cái vị này cai quản cả sáu cái cõi trời dục giới, và cái vị này khi mà cần thiết, khi mà muốn hưởng thọ những cái dục lạc ở trong cái thế gian đó, cái vị này muốn hưởng thọ cái dục lạc đó thì có những cái vị chư thiên khác người ta đem tới.
Cho nên là đối với một cái vị vua trời cai quản cả sáu cái tầng trời dục giới như vậy, và đặc biệt nữa là có cái tuổi thọ rất là dài, một ngày một đêm ở cái cõi trời tha hóa tự tại đó, nó tương đương với lại 1.800 cái tuổi của nhân loại, 1.800 năm của cái người ở nhân loại đó. Thì quý vị có thấy rằng là trong suốt 45 năm phát của bậc đạo sư chúng ta đó, khi mà chúng ta nghe rằng có những cái vị ác ma này tới phá vị tôn giả Sariputta, hay là thiên tử ác ma đi đến quấy phá bậc đạo sư, thiên tử ác ma đi đến quấy phá Rahula chẳng hạn, thì khi mà chúng ta đọc kinh văn á, và chúng ta là cái người ở cõi nhân loại á, thì chúng ta thấy rằng là cái thời gian quấy phá của ác ma nó rất là dài. Nhưng mà cái mà chúng ta so lại hay là cái thọ của cái vị trên cái cõi trời tha hóa tự tại đó, chúng ta ngồi chúng ta nghĩ xem là 45 năm hoằng pháp của bậc đạo sư chúng ta đó, nó chỉ là bằng một cái khải móng tay ở trên đó mà. Ở đây chúng ta sẽ đặc biệt chú ý tới cái vấn đề này. Và sở dĩ mà chúng ta đặc biệt chú ý đến cái vấn đề này bởi vì sao? Bởi vì cái thưa quý vị, đối với một người mà sống ở cái cõi trời có cái tuổi thọ như vậy, có cái sự hưởng thọ cái dục lạc như vậy đó, thì cái vị đó khi mà sống ở trong cuộc đời, cái vị đó sẽ là những cái vị thiên về cái tư tưởng tà kiến. Mà cái tà kiến ở đây là gì? Cái tà kiến ở đây chính là cái quan điểm thường kiến nó hiện hữu ở trong cái tâm tư tình cảm của một cái vị thiên tử ác ma. Chúng ta phải thấy rõ được cái quan điểm tà kiến, cái quan điểm thường kiến của cái vị thiên tử ác ma. Bởi vì sao? Bởi vì cái người này chỉ cần hóa hiện một cái vị này muốn thọ dụng một cái vật dục nào đó, thì sẽ có những cái vị chư thiên hóa hiện. Mà trong suốt cả một ngày một đêm ở cái cõi mà nhân loại cõi vô tha hóa tự tại, nó bằng cả 1.800 năm của cái cõi người ta này, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà những cái vị đó thọ hưởng dục lạc dài lâu, thì cái vị đó sẽ có cái tư tưởng rằng là cái đời sống, cái sinh mạng của chúng ta nó sẽ thường ngang, cái đời sống sinh mạng của chúng ta nó là một cái gì nó tiếp nối mà không có thấy được cái sự sinh diệt. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi mới đưa ra, chúng tôi phân tích ở cái điểm này để cho quý vị thấy rằng là đôi khi nếu như mà khi mà chúng ta vào chúng ta học những cái câu kinh á, quý vị, khi mà chúng ta học những cái câu kệ pháp cú á, mà chúng ta không biết là đối tượng của Đức Thế Tôn thuyết cho cái đối tượng đó là gì, cái đối tượng đó là như thế nào, cái đối tượng đó có những cái sở thích, có những cái quan điểm, có những cái tư tưởng như thế nào đó, thì chúng ta rất là khó để chúng ta phân định được cái câu pháp cú đó nó sẽ hướng về cái ý nghĩa nào. Chính vì vậy cho nên là ở trong cái phần mà chú giải của các cái ngài mà chú giải sư ấy, nhất là cái ngài Bút Thái Cô Xá, ngài nói rằng là khi mà giải thích cái chữ para và cái chữ appara đó, đó thì các ngài đã viết như thế này. Chúng tôi sẽ gửi trên room để cho quý vị cùng đọc thêm xem thử là các ngài đã viết như thế nào về chú giải của cái chữ para parang. Ở đây các quý vị, ở đây á, khi mà trong cái phần chú giải của câu kệ ngôn pháp cú số 385 này, khi nói về cái chữ bờ này hay bờ kia thì chỉ vỏn vẹn là ba cái câu mà tôi vừa gửi ở trên room đó, có nghĩa là tat tat paranti acchatika ni cha ayatana ni aparanti pahirani cha ayatana ni para paranti ta dukkhayang. Chúng ta thấy là nó đơn giản khi mà các cái nhà chú giải người ta giải thích về cái chữ bờ bên này và bờ bên kia, đơn giản chỉ có ba câu. Ở đây cái câu này có cái ý nghĩa là như thế nào? Ở đây cái câu này có ý nghĩa là
được gọi là bờ bên kia chính là sáu nội xứ, và gọi bờ bên này đó là chính sáu ngoại xứ. Còn lại khi mà chúng ta nói là bờ bên kia lẫn bên này, có nghĩa là hai cái này nó cộng lại với nhau, có nghĩa là sáu xứ, sáu nội xứ và sáu ngoại xứ nó kết hợp với nhau để nó trở thành cái paraparamtu, rất là đơn giản. Và cái quý vị vì sao mà chúng tôi lại đưa hai cái câu này lên, và đồng thời chúng tôi chiết tự, chúng tôi giải thích về cái chữ para parang, bờ này bờ kia, rồi chúng tôi giải thích về cái thiên tử ác ma, rồi giải thích về cái vũ trụ quan của Phật giáo, để cho chúng ta thấy rằng á, sở dĩ vì sao các cái ngài chú giải ngài lại nói là sáu nội và sáu ngoại xứ mà ngài không nói đến những cái điều khác ở đây, cái này bởi vì đối tượng mà thuyết giảng về cái câu chuyện ngôn pháp cú này này là một thiên tử ác ma, mà thiên tử ác ma này là thiên tử có cái tư tưởng thường hằng bất biến, có cái tư tưởng thường kiến. Chính vì vậy cho nên là giữa cái sắc thân khí vị xúc hay là mắt tai lưỡi mũi họng, mũi thân của cái vị này, các vị này thọ hưởng những cái dục lạc đó, và các vị này hình như là không cần biết đến cái sự biến diệt, không cần biết đến cái sự hoại thay, không cần biết đến cái sự mất đi của những cái này. Các vị này cần thọ hưởng một cái điều gì đó thì ngay lập tức sẽ có một cái người khác đem những cái vật dụng đó đến dân tận tay. Các vị này muốn sử dụng cái gì thì các vị đó sẽ đem tới ngay cái tay của mình. Chính vì vậy cho nên là với cái phạm trù mà nói về cái sự biến gì của con mắt cái vị này chỉ cần muốn nhìn thấy một cái cảnh sắc tốt, con mắt vị này muốn nhìn thấy những cái điều mà nó đẹp đẽ ở trong cái thế gian này thì ngay lập tức sẽ có người hóa hiện ngay. Hay là cái vị này muốn nghe được cái âm thanh thật là hay, du dương mỹ miều, cái tiếng chim ca tầng la già, hay là những cái tiếng mà nó thánh thoát của nhạc ngũ âm chẳng hạn, thì ngay lập tức sẽ có cái người đem đến dân cúng này. Và thậm chí các quý vị là đối với một cái vị thiên tử này, khi mà người ta muốn như vậy á, thì những cái ngoại sắc ở bên ngoài, ví dụ như sắc cảnh sắc, sắc cảnh thân, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, sắc cảnh xúc, ngay cả sắc cảnh cái khác nữa, thì khi mà cái vị thiên tử mà muốn rồi thì những vị thiên tử khác lập tức hóa hiện. Thì về sáu nội xứ hay sáu ngoại xứ của quý vị, tất cả những điều đó nó khiến cho cái vị thiên tử ác ma này có cái tư tưởng tà kiến, và nó đi vào cái tư tưởng gọi là nó bám chấp vào cái thế giới thường hằng, nó bám chấp vào cái thế giới vĩnh cửu, nó thông qua cái tuổi thọ và nó thông qua cái điều kiện thọ dụng những cái vật dụng của vị này. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi nói về cái điều này để cho quý vị biết rằng là đối với cái sự tuổi thọ dài và cái sự hưởng dục lạc như ý như vậy đó, thì cái vị thiên tử ác ma này là cái vị hướng về những cái điều mà nó tốt đẹp nhất ở trong thế gian này. Và cái thứ vị đây sẽ vì chính là cái mắt tai lưỡi mũi thân xúc chạm của chúng ta đó, hay là cái sắc thân khí vị xúc của chúng ta, cái như vậy, những cái tư tưởng thường kiến, những cái tư tưởng này đó nó hằn sâu ở trong cái tư tưởng của ác mà. Và cái dẫn chứng để cho chúng ta thấy rằng cái tư tưởng này nó hằn sâu ở trong cái tư tưởng của ác ma, và ác ma đã từng nói lên cái điều này, và bậc đạo sư đó cũng phải xác nhận cái điều này. Có nghĩa là ở trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh, ở cái bài kinh mà phẩm năm mà bài kinh mà người nông phu, ở cái chương gọi là chương ác ma đó, thì có một cái bài kinh như thế này, là khi mà bậc đạo sư chúng ta đang trú ở kinh hành sau quá khứ, thì lúc bây giờ bậc
Đạo sư chúng ta thuyết giảng cái giáo pháp cho những cái vị tỳ khưu mà liên hệ đến cái niết bàn hay là liên hệ đến cái sự giải thoát. Và khi mà bậc đạo sư chúng ta thuyết pháp về niết bàn, làm khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ đến những cái vị tỳ khưu thính pháp này đó, thì lúc bây giờ những cái vị tỳ khưu này ngồi nghe hết sức chú tâm, những cái vị tỳ khưu này ngồi nghe hết sức chú ý và tập trung cao độ để lắng nghe những cái lời Phật âm đó. Thì lúc bây giờ cái vị thiên tử ác ma này mới hóa hiện làm một cái người nông phu, và trên vai của cái người nông phu đó thì mang theo những cái dụng cụ của một cái người nông phu, ví dụ như là một cái cày hay là tay cầm một cái cây gậy để đánh đâm những cái con bò. Đầu tóc rối beng, rồi mặc áo quần thì rách nát, chân thì da lấm bùn, đúng không? Khi mà cái vị thiên tử ác ma này đi đến gặp bậc đạo sư xong á, thì với bậc đạo sư như thế này là: này Sa-môn, Sa-môn có thấy cái con bò được không? Thì lúc bây giờ bậc đạo sư chúng ta đã xác nhận được đây là thiên tử ác ma, cho nên là bậc đạo sư, cái con bò đực đối với ông là gì? Thì lúc bây giờ Sa-môn, cái vị thiên tử ác ma này mới nói ngồi là: này Sa-môn, mắt là của ta. Quý vị nhớ cái đoạn này nha, cái đoạn này chúng tôi xin lặp lại là nó liên hệ đến cái câu pháp cú của chúng ta. Lúc bây giờ là thiên tử ác ma mới đáp với bậc đạo sư này là: này Sa-môn, mắt là của ta, sắc là của ta, thức xứ do mắt xúc chạm với cái cảnh đó là của ta. Này Sa-môn, ngài có thể đi đâu để thoát khỏi ta? Quý vị nhớ câu đó nha, có nghĩa là ác ma hỏi bậc đạo sư là đi đâu để thoát khỏi cái lưới của ác ma. Là ác ma xác định là mắt của ta, sắc của ta, thức do mắt xúc chạm là của ta, thì ngài sẽ đi đâu để thoát khỏi? Và tương tự như vậy, ác ma đưa ra những trường hợp khác, ví dụ như là tai là của ta, tiếng là của ta, mũi là của ta, hương là của ta, lưỡi là của ta, vị là của ta, thân là của ta, sự xúc chạm là của ta, ý là của ta, pháp là của ta. Cho nên là đức thiên tử ác ma đưa ra 6 cái trường hợp đó, có nghĩa là 6 cái trường hợp về mắt, tai, lưỡi, mũi, thân và ý, đó chính là cái bờ bên này, đúng không ạ? Cái bờ bên này, rồi bên kia bờ bên này, nhưng mà bờ bên này của ta nha. Ác ma xác định là bờ bên này là của ta. Và cái 6 cái điều thứ hai đó là sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp cũng là của ta. Khi mà sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp đó của ta thì ngài cũng không thể nào trốn được điều tất cả. Rồi cái ý xứ do cái thức, mà do cái sự xúc chạm giữa mắt và cảnh sắc cũng là của ta luôn. Là ở đây chúng ta phải nghĩ đến ngay cái chữ paraparam, là bờ này lẫn bờ kia, bờ này lẫn bờ kia, thì cái sự xúc chạm đó nó cũng là của ta luôn, cho nên là ngài không thoát được, không thoát được ta. Chính vì vậy cho nên là sau khi mà ác ma nói như vậy xong á, kính quý vị, thì lúc bây giờ bậc đạo sư chúng ta mới trả lời là: mắt là của ông, sắc là của ông, thức xứ do mắt xúc chạm là của ông. Và này ác ma, chỗ nào không có mắt, không có sắc, không có thức xứ xúc chạm, chỗ ấy không phải là cái hành xứ của ông. Quý vị nghe rõ chưa? Có nghĩa là bậc đạo sư xác định là mắt, tai, lưỡi, mũi, thân, ý cũng là của ác ma. Rồi sắc, thân, khí, vị, xúc, pháp cũng của ác ma. Và tất cả những cái sự xúc chạm sắc và con mắt, thân và lỗ tai, cái sự xúc chạm đó nó cũng là của ác ma. Thì đối với những cái người nào mà không còn cái sự xúc chạm, hay là không có cái sắc, thân, khí, vị, xúc, hay là không có mắt, tai, lưỡi, mũi, thân đó, thì lúc bây giờ cái người đó sẽ không còn đi đến cái hình xứ của ác ma. Và nói xong như vậy thì cái vị ác ma biến mất. Chúng tôi vừa đưa cho quý vị thấy là cái bài kinh Nông Phu ở trong Tương Ương Bộ Kinh đó, thì cũng biết xác định
mắt tai lưỡi mũi thân ý là cũng là của ác ma. Rồi cái sắc thân khứ bị xuất phát cũng là của ác ma. Rồi cái sự xúc chạm giữa mắt và sắc, rồi tai và thân cũng là của ác ma. À, cho nên là chúng ta thấy là ở hai cái câu đầu tiên này, chúng ta thấy rằng là cái chữ bờ này lẫn bờ kia, mà chúng ta cũng đã được đọc qua cái chú giải là Tathaparanti Achatika Nicha Ayatana Ni Aparanti Pahircha Ayatana Ni Paraparanti Padupayan, có nghĩa là ở đây được gọi là bờ bên kia chính là sáu nội xứ mắt tai lưỡi mũi thân ý của chúng ta, và gọi là bờ bên này tức là sáu ngoại xứ sắc thân khí vị xuất phát, và gọi là bờ bên này bên kia tức là cả hai cái điều đó khi mà nó xúc chạm với nhau. Cho nên là cái người Phật tử của chúng ta khi mà chúng ta hiểu được những cái điều đó chính là những cái tư tưởng thường kiến thường xuyên xảy ra trong cái đời sống của chúng ta. Cái người Phật tử của chúng ta phải biết rằng là chúng ta đang là cái người sở hữu sắc thân khí bị sốt, chúng ta đang là cái người sở hữu về mắt tai lưỡi mũi thân ý. Nếu như chúng ta không thật sự quan sát với cái chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng rơi vào những cái cạm bẫy của ác ma. Và tóm lại ở đây hai cái câu đầu tiên, yat sat parang aparang wa para parang nauchati, có nghĩa là đối với cái vị nào ở bờ này hoặc bờ kia, hoặc là cả bờ này lẫn cái bờ kia đều không có, hoặc là không có hiện hữu, thì nguyên hai cái câu đầu tiên này có ý nghĩa rằng là đối với cái vị nào không có hay không hiện hữu những tư tưởng tà kiến, mà ở đây đặc biệt đề cập đến cái tư tưởng thường kiến chấp thủ về ta của ta trong mắt tai lưỡi mũi thân ý, hay là trong sắc thân khí vị xúc, vốn là những cái hành xứ, hay là những cái chỗ quản lý, hay là những cái chỗ đi lại của ác ma. Đó là hai cái câu đầu tiên. Và đến câu thứ ba học, đó là vi tất đa răng vi sang giúp tăng tăng á hăng pru mít râm mân năng, có nghĩa là được lìa khỏi những cái sầu khổ và không còn bị cái sự thuộc bà ràng buộc. Ở đây cái quý vị, chúng ta còn có 7 phút để chấm dứt cái thời pháp này, cho nên là chúng tôi xin nói nhanh về câu thứ ba này để rồi chúng ta sẽ kết thúc cái thời pháp hôm nay. Trước hết là chúng tôi muốn nhắc về cái quan niệm khổ, để cho người toàn thể cái Phật tử của chúng ta sẽ hiểu được cái sự khổ là gì. Ở đây chúng ta không có phân chia ra nhiều cái khía cạnh, nhưng mà cái quan niệm khổ ở trong Phật giáo nó có 3, có nghĩa là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Khổ khổ chính là cái sự có mặt của những cái sự đau khổ bất thoại nguyện thì được gọi là khổ khổ. Cái sự hoại khổ chính là cái sự vắng mặt của các cái hạnh phúc, những cái điều như ý, những cái điều toại nguyện thì được gọi là hoại khổ. Và cái thứ ba đó là hành khổ, chính là tất cả những cái sự hiện hữu ở trong cái thế gian này, tất cả những cái pháp hữu vi đều có cái sự biến diệt đổi thay, đó chính là hành khổ. Và hầu hết tất cả những cái chúng sanh hiện hữu ở trong thế gian này đắm chìm trong cả ba cái trạng thái đau khổ đó. Từng cái phút giây trôi qua, từng cái giai đoạn, từng cái trạng thái sanh ra, từng cái sát na nó trải qua nó, các quý vị, thì chúng ta đều phải trải qua những cái giai đoạn biến hoại đổi thay đó, và chúng ta cũng chịu những cái trạng thái đau khổ như vậy, nhưng chúng ta không hề biết được cái điều đó. Giống như hôm nay các quý vị, khi mà quý vị đang ngồi nghe ở trên Bangkok và nghe chúng ta thuyết giảng về cái câu kinh pháp cú số 385 này, nếu như mà những cái lời của chúng tôi thuyết giảng không có thích hợp với những gì mà quý vị đã từng nghe hay từng học, khiến cho quý vị khó chịu, thì đó chính là cái sự khổ khổ. Còn nếu như đang nghe rất là thoải mái, đang nghe rất là vui vẻ, đang nghe rất là đúng với cái tâm tư tình cảm, với cái tâm trạng của chính mình, nhưng mà cái mạng ở bên chúng tôi nó chập chờn, quý vị không nghe được, hoặc là cái đường âm thanh của chúng tôi giống như lúc nãy mà nó không nghe được, đó chính là quý vị sẽ không có nghe được cái âm thanh nó rõ ràng. Hoặc là quý vị có một cái công việc gì đó mà quý vị phải rời khỏi màn hình trong 3 phút và không tiếp tục cái điều mình đang mong muốn để nghe, thì đó chính là cái sự hoại khổ.
Rồi cái việc mà cái linh pháp bố kinh của chúng ta thuyết giảng vào các ngày từ lúc 6 giờ 10, 10, 10, 18 giờ Việt Nam đến 20 giờ Việt Nam mỗi ngày. Rồi cái phần mềm banh thoát được nâng cấp, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ được thay thế bằng một cái phần mềm nào khác thông dụng hơn, hiện đại hơn. À, giống như bây giờ chúng ta có cái phần mềm Zoom mà tất cả chúng ta đang học ở trên Zoom đó. À, xong với cái banh thoát thì chúng ta có cái Zoom. Thì đó, đến một ngày nào đó banh thoát nó không còn thông dụng nữa. Chẳng hạn như trước đây chúng ta có cái phần mềm Yahoo. Thì đó là cái sự nâng cấp theo cái khả năng, theo cái tiện dụng, theo cái sự hiện đại hóa của cái thời cuộc. Nhưng đó cũng chính là cái hành khổ. Và sự dĩ mà chúng tôi phân tích cái chữ khổ theo ba cái khía cạnh đó, để chúng ta thấy rồi là mỗi cái phút giây chúng ta trôi qua, chúng ta đều trải qua cái sự đau khổ. Chúng ta trải qua cái sự đau khổ như vậy bởi vì sao? Bởi vì cái sự vô minh chi phối, cái sự lầm tưởng giữa cái sự biến diệt của vạn pháp là trường tồn bất biến, là thường hằng, để rồi chúng ta mãi lăn trôi trong cái vòng sanh tử luân hồi. À, chúng ta thấy là giống như những cái điều mà chúng ta đã vừa nghe đó. Thì cái thứ việc khi mà trong kinh đó, nói là chúng ta phải là cái người muốn chấm dứt được những cái khổ đau đó, thì chúng ta phải xem lại cái bài kinh mà vô ngã tướng kinh. Ở trong cái bài kinh vô ngã tướng kinh đó, Bậc Đại Sư nói là các ngươi nên xem sắc ấy bằng trí tuệ trong sạch, trong chánh như vậy. Đó không phải là của ta, đó không phải là ta, đó không phải là thân phận. Và muốn có được cái trí tuệ chân chánh đó thì chúng ta phải nhận thức được cái bản chất của các cái pháp là đau khổ là như vậy. Và chúng ta cần phải thực hành, chúng ta cần phải tu tập tưởng niệm xứ, chúng ta cần phải nhận thấy các cái pháp hữu vi nó vốn sanh diệt, nó vốn là có cái sự biến đổi không ngừng, đúng không? Và chúng ta sẽ thấy được cái điều đó, mà chúng ta phải thấy bằng cái trí tuệ chân chánh. Để làm gì? Để chúng ta chấm dứt được cái thân kiến, chúng ta chấm dứt được cái hoài nghi, và chúng ta chấm dứt được cái sự giới cấm thủ. Đó chính là ba cái điều cần thiết nhất mà chúng ta cần phải phải diệt trừ. Và đó cũng chính là ba cái điều cần thiết nhất ở trong cái câu pháp cú này, khi nói về cái chữ mà chúng ta nói là diệt tận, có sự là bỏ qua các cái sự ràng buộc hay là thoát khỏi các cái sự ràng buộc. Ở đây quý vị, vì cái thời gian chúng ta không đủ nhiều để chúng ta nói về tất cả 10 cái sự dây kiết sự phiền não, thì chúng ta chỉ nói đơn giản về ba cái sự dây kiết não đầu tiên. Đó là cái sự dây kiết não, cái sự phiền não của thân kiến, đó là cái sự dây trói buộc thứ nhất. Và cái sự dây thứ hai, mà cái sự dây trói buộc thứ hai đó là cái sự hoài nghi. Và cái sự sợi dây thứ ba đó chính là cái giới cảnh thủ. Ba cái sợi dây này, thân kiến, hoài nghi, sẽ bị bứt ra, sẽ bị giật phá, sẽ bị chấm dứt. Khi mà một người ta nhận thấy rõ được sắc không phải là của ta, hay là những cái nội xứ không phải là của ta, những cái ngoại xứ không phải là của ta, cái sự kết hợp giữa nội xứ và ngoại xứ không phải là của ta, thì các cái vị đó sẽ tu tập phát sinh cái trí tuệ để thấy rõ được tam tướng của các cái pháp, và các cái vị đó sẽ chấm dứt được cái thân kiến, cái hoài nghi, giới cấm thủ. Thì cái quý vị ở trong cái câu pháp cú này, ở cái phần thời gian thì chúng ta thấy là nó hơi thiếu cái thời gian một tí, nhưng mà chúng tôi tóm gọn lại là đối với cái việc mà chúng ta cần phải diệt trừ hay là chúng ta chấm dứt đi cái khổ đau, có nghĩa là chúng ta phải chấm dứt được tất cả các cái sự biến hoại khổ đau như là khổ khổ, hành khổ hay là hoại khổ. Rồi chúng ta cần phải diệt trừ hay là loại bỏ tất cả những cái sợi dây ràng buộc. Đó là ba cái sợi dây ràng buộc đầu tiên, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bởi vì ở trong cái câu pháp cú này, Đức Bậc Đại Sư đề cập đến cái thiên tử ác ma, và vị thiên tử ác ma này là cái người có cái tư tưởng tà kiến là thường hành. Cho nên là Bậc Đạo Sư chỉ đề cập đến cái điều đó, và các ngài chú giải sư đề cập đến 6 nội xứ, 6 ngoại xứ. Và sau khi mà Bậc Đạo Sư tuyên thuyết lên cái câu kệ ngôn pháp cú số 385 thì có rất là nhiều người chứng đắc được đạo quả, sơ quả. Và chính vì dứt trừ được ba cái sợi dây trói buộc đầu tiên là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ,
cho nên là nhiều người đã chứng đắc được đạo quả sơ quả. Và kính quý vị, thời gian và chi pháp của câu pháp cú số 385 đến đây cũng vừa chấm dứt trong cái thời gian và chi pháp. Phòng thuyết Pháp Sanh Lên chúng tôi xin phép được chia đời đối với chư tôn đức tăng ni quý sư cô cho thiện hữu trí thức đang nhiều trong rung. Cầu mong cho tất cả quý vị được năm điều hạnh phúc, sống lâu sắc đẹp, âm vui, sức tốt, nhất là có trí tuệ sáng suốt, thấy rõ tam tướng vạn pháp, cùng tấn tu tập để cùng nhau đắc đạo quả niết bàn, đồng đều nhau cả thấy. Nam mô Phật Thầy Giác, Nam mô Thần Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Và vào giờ này thì chúng tôi xin được bước trở lại cho rung. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Minh Đạt đã giảng bài Pháp Cú số 385 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức và con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân Bích Đinh Sư. Bhagavato sappamangalam rakkhanto sabbe devata sabbabhutani bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhanto sabbe devata sabbadhammani bhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sappamangalam rakkhanto sabbe devata sabbasanghani bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả pháp văn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, có sự thuận lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Minh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính